sáu cháu tiếp tục giao hai mò này về cho khách Vĩnh Long. Khách Vĩnh Long chốt hai mò. Mời cô chú bác gần xa có mua bò lên hết số hàng không 0395168767 hai mò thì chiếm. Con mò này có 22,5. Con này 21. Dẫn hàng đó đi. Đây. Lên. Hai con luôn. Lên mất rồi con. Đi. Ê. Lên rồi. Chết tụi con không gì sao lên trời. Ê. Đi lên rồi. Đi lên luôn. Đó, con này có 22,5. Con này cũng 22,5 luôn. Con này 23,000. Hai con ba bê kem. Để đặt cho. Hai bò dắt lên xe giao cho anh cô khách này ở Vĩnh Long. Rồi chuẩn bị lên xe giao cho khách ở Cần Thơ 4 con. Rồi, chuẩn bị lên xe. 4 bò này, một cặp có giá 40 triệu, với một cặp 42 triệu. Rồi, chuẩn bị lên xe. Anh Kiều chở xuống cổng có cản xài chứ anh. Chúng đưa ghe chở. Ê. Ê. Lên con. Ê. Về Cần Thơ mày. Anh bác không nhẹ nhẹ tiền cặp đó đó 41 triệu. Con đó nè, ba bê kem. Ê. Ê. Con nữa. Con này nữa, cái con đó. 4 con. Nó chỉ khoảng như vậy. Chừng khoảng 5 triệu.
hai con 80 một cặp là 40, cặp 42. 82 năm còn 70 77.